thấy không? Rồi, xin chào tất cả mọi người đến với shop Vũ Tiến nhé. Hôm nay shop mình sẽ giới thiệu tất cả anh em cái mẫu sản phẩm là mẹt bẫy bịp nhé. Mẹt này gọi là mẹt bán nguyệt này. Cái dòng mẹt bán nguyệt thì bên mình có hai loại nhé. Một loại là nó xài cầu tử vuông. Đây, cầu tử này để mình gắn con mồi lên trên nhé. Một là gắn lên trên, hai anh em đặt ở dưới đất và cài cái mỏ kiểu này. Đó. Hai là mình xài cái cầu tử tròn nhé. Đấy, cầu tử tròn thì mình sẽ để mồi ăn cũng được này. Nó rất là thuận tiện. Mình vừa xài mồi ăn, mình vừa xài mồi giả luôn nhé. Đó. Thì đây, mình sẽ nối ra một cái để cho anh em xem nhé. Đây. Cái mẫu mẹt này thì bên mình làm bằng thép trắng này. Đó. Thép trắng, thép AC, thép không rỉ nhá. Đó, thép này không rỉ rồi. Còn nó cho thì bên mình quấn cái loại thép 2 ly này. Nó cái này thép thì bật bao mạnh luôn nhá. Cầu tử tròn này. Khi anh em cài là một là mình cắm nhái cách cái mặt cầu tử này cao khoảng 25 phân. Hai là mình đánh con mồi giả nhá. Mình sẽ đặt vô giữa cầu tử này. Thì con bổi về nó sẽ đạp vô cái cầu tử này, hoặc nó đá là nó dính nhá, hoặc nó ghép mồi ăn. Đó, như mồi nhà hay cóc ấy, nó sẽ dính ngay nhá. Đó, thì sau đây mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài cái mẹt bịp bịp nhá. Đó, nhiều anh em về mua về chưa biết cách cài. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn. Thì anh em về anh em cứ để ý này. Đó, cái mặt cầu tử ở trên thì lúc nào thì cái có một cái cây ở đối diện của nó. Đây. Thì anh em sẽ gỡ ra. Thì đây bên mình trước khi gửi nó sẽ gọn gàng như này. Đó, có rút dây rút đồng hoàng thì mình sẽ bấm ra nhé. Mình bấm ra để mình hướng dẫn anh em cách cài mẹt nhé. Đó, còn dù này thì dù sợi dù thái này. Đó, sợi rất là to nhé. Đấy, bao bền cho anh em luôn. Đã nhuộm màu tàng hình thì bên mình sẽ nhuộm một màu đen và một màu cỏ khô. Nói chung là anh em đánh màu nào cũng được. Riêng lưới này, màu đen hoặc màu cỏ khô nhé, đều đánh được hết nhé. Đó, túi này bao thịt cho anh em luôn, bao sâu luôn nhé. Đó, khi bổi dính vô là nó không bao giờ mà sợ bị ấy đâu, sợ bị căng quá đâu. Đó, sợ sống ra đâu. Đấy, vô là chỉ dính là chỉ khỏi da luôn nhé. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài nhé. Rồi sau đây mình hướng dẫn anh em cách sử dụng nhé. Khi bên mình gửi về thì nó sẽ như này. Anh em bấm cho mình cái cắt cái mình dây rút ra nhé. Anh em cắt bỏ dây rút đi. Đó, anh em rút cây này ra này. Đó, anh em cài này. Đó. Anh em thấy không? Đó, một cây nó cài như này. Anh em kéo một cánh này ra. Ở đây nó có cái gờ này. Anh em kéo lên. Đó. Đây. Quay sát đây. Đó, anh em thấy không? Đây có một cái chốt này. Đó, anh em kéo cái cánh này xuống này. Anh em này. Đấy, đưa cái chốt này qua. Rồi mình sẽ cài cái khuy này vào nhé. Đây này. Đó, khi anh em cài cái khuy vào thì nó sẽ cái cầu tử nó sẽ nhấc lên này. Anh em thấy không? Đó. Thế là xong. Đó, thì anh em đánh cái mẹt này gọi là mẹt bán nguyệt. Nó đa năng là anh em đánh được cả tràng nghịch nhá. Tràng nghịch này, quốc. Đó, anh em nào xong cứ đặt con mồi giả vô đây. Đấy. Nào về nó bay vô nó đá là dính nhá. Đó, hoặc là đánh con tràng nghịch này, hoặc con bịp bịp. Đó. Nó rất là đa năng. Hoặc là mình đánh cái mồi nhái nhá. Mồi nhái như lúc nãy mình có hướng dẫn anh em là anh em kiếm một cái cây anh em cắm làm sao treo con nhái nó, hoặc là con cóc cao hơn cái mặt cầu tử này khoảng 25 phân là con bịp về nó sẽ vô nó ăn thì nó sẽ với thì nó sẽ đạp sẽ sập nhá. Đó, thì mình sẽ bây giờ mình sẽ ra mình cài mình test thử cái mẹt nhá. Mình sẽ đi bẫy gà nhà mình nhá. Đó, mình vác ra mình cài mình đánh con gà nhà. Rồi anh em cùng theo mình nhá. Rồi sau đây mình sẽ test thử cái mẹt cho anh em xem nhá. Coi độ nhạy của nó nha anh em. Mình sẽ test độ nhạy cho anh em xem. Mình sẽ dùng mẹt để mình bẫy gà nhà nhé. Bây giờ mình không test
test con gà luôn. Anh em thấy không? Gà con đi vô còn dính anh nhá. Gà con đi vô còn dính. Rồi mình thả ra nhá. Gà đang dẫn con. Gà con là bộ tí. Nói chung là gà nó nhẹ xèo đi vô còn dính này anh em. Đó, cho nên là anh em nào mà nhà mà bắt gà khó quá thì cũng alo mình nhá. Đó, dùng mẹt này bẫy gà luôn. Đó, thì ở trên video thì mình có quay rồi. Thì anh em cần ví dụ là thòng bẫy đa năng này, thòng bẫy mà chồn hoặc là thòng bẫy cuốc bìm bịp, bên mình cũng có loại thòng đấy nhá. Đó, hoặc mẹt đó. À, bật bao mạnh bao nhạy cho anh em luôn nhé. À, mình kết thúc video tại đây nhé. Anh em cảm thấy hay cho mình một like cũng như một chia sẻ nhé.